Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin được chia sẻ cách mà mình làm một bộ móng bột và sơn treo nhé. Bước đầu tiên, chúng ta dùng đầu giấy để mà dũa cho sạch bề mặt móng, đặc biệt là hai bên khóe móng cũng như là vòng trên của cuticle. Trong quá trình này, chúng ta không nên dùng đầu giấy quá nhám vì như thế có thể làm nóng tay của khách cũng như là dũa quá sâu khuyết vào trong tay của khách. Bước thứ hai là chúng ta dán tip để nối dài móng. Ở đây có một cái bí quyết, đó là để cho móng mau dính thì trước khi dán keo, chúng ta dùng cái cọ đắp bột nhúng một tí xíu liquid và quẹt trên đầu móng. Như vậy thì khi mà mình dán móng vào đó, nó sẽ dính rất là mau. Mọi người lưu ý là khi mà mình dán móng đó, không nên dán móng quá nhỏ hoặc là quá lớn so với cái móng thiệt của khách. Bởi vì khi mà dán móng quá nhỏ, lúc mà mình đắp bột á, bột nó sẽ không có phủ hết được cái móng. Thì khi mà mình lấy xếp á, nó sẽ làm cái móng của mình nó bị ấm tông ấm teo hoặc là khuyết bên này thiếu bên kia, ra cái móng rất là xấu nha mọi người. Còn nếu mà mình làm cái mình dán cái tiếp quá là lớn so với cái tay đó, thì khi đắp bột, bột nó sẽ tràn qua hai bên khóe móng, và lúc mà lấy xếp thì rất là cực khổ, bởi vì chúng ta phải dùng hết nội công thâm hậu để mà dũa cho nó vô xếp trở lại. Còn nếu mà mình không có dũa cho nó vô xếp trở lại đó thì móng nó sẽ rất là thô, không có đẹp nha. Bước thứ ba, thoa nước thúi hay còn gọi là primer trước khi đắp bột. Nếu không có primer thì bột sẽ dễ bị hở trên móng. Bước thứ tư là đắp bột. Bước này là bước quan trọng nhất trong suốt cả quá trình làm một cái bộ móng. Cái bộ móng của khách xấu hay đẹp, dễ gãy hay ở lâu đều là tùy thuộc vào cái giai đoạn này nha mọi người. Nếu chúng ta đắp bột đẹp thì các bước sau sẽ rất là dễ dàng và mau lẹ. Ví dụ như là lấy xếp, dũa sạch, nhất là ở cái khu vực cuticle, và cho ra một cái bộ móng đẹp. Cho nên là cái giai đoạn này chúng ta cần phải thật sự tỉnh táo, bình tĩnh, tự tin và từ từ, không cần phải vội vàng. Chúng ta nên lấy một cục bột sao cho không quá khô cũng như không quá ướt, không quá ít cũng như không quá nhiều. Khi để cục bột lên trên móng, mình không có rút cọ ra liền mà mình đếm 1, 2, 3, sau đó mình mới rút cọ ra. Như vậy thì cục bột nó sẽ nằm ở cái vị trí mà mình đặt nó, nó sẽ không có bị chảy ra hai bên cuticle. Sau đó mình dùng mép cọ để mà mình đẩy cục bột lên cho nó đầy và nó đều, gần sát với cuticle. Gần sát thôi nhưng mà không đụng cuticle nha mọi người. Sau đó thì mình có thể, nếu mà sợ cái bột nó chảy qua hai bên á, thì mình có thể chúi cái móng tay của khách xuống. Rồi sau đó thì mình mới lấy nước, mình dập từ ở trên cuticle mình dập xuống. Dập thôi nha mọi người, chứ không có vuốt mà cũng không có kéo bột. Như vậy thì bột nó sẽ đi hết, móng nó sẽ mỏng hoặc là nó sẽ thiếu bột, thì mọi người sẽ phải đắp thêm. Như vậy thì nó rất là mất thời gian và móng ra cũng không có đẹp. Quan trọng nhất là mình dập ở cuticle nha mọi người. Vì khi mà mình dập nhiều ở cuticle đó thì nó sẽ làm cho bột nằm sát vào trong móng. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dũa
Cái thứ hai nữa là cái móng bột ra nó sẽ liền từ cuticle ra tới đầu móng. Như vậy thì nó sẽ đẹp và cân đối. Bây giờ mọi người nhìn lại ha, để cục bột lên đếm 1, 2, 3. Rồi xong rồi lấy cọ đẩy bột lên sát bên cuticle. Rồi bắt đầu mình lấy nước và mình dập. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng từ tốn, không có cái gì phải vội vã trong cái quá trình này hết. Mỗi một cái móng vậy thì mình mất khoảng chừng 30 giây thôi để cho một cái móng hoàn chỉnh. Và khi mà mình dập bột và mình phớt cái cục bột đó thì mình phớt từ hai bên hông nha mọi người. Mình không nên phớt ở chính giữa, tại vì khi mà mình phớt nhẹ nhẹ nương tay ở hai bên hông á thì ở chính giữa nó tự động là nó vung lên rồi. Cái móng nó sẽ có cái độ cong, nó rất là đẹp. Bỏ cục bột lên đếm 1, 2, 3. Xong đó đẩy bột lên cho đầy móng. Bắt đầu lấy nước dập từ trên cuticle. Vuốt nhẹ thôi, chứ không có vuốt mạnh nha mọi người. Mọi người thấy cái cọ mình đi giống như là cưỡi ngựa xem hoa vậy. Mà cưỡi ngựa xem hoa trên bồng lai tiên cảnh đó, chứ không có phải là ở Trần gian nữa nha. Rất là nhẹ nhàng. Và mình dùng cái đầu cọ để mình lấy bột ra nha mọi người. Mình không nên dùng thân cọ mình ập ở dưới cái đầu móng. Thì như vậy bột nó sẽ bị dính vô trong móng, mình lấy ra móng dính ở dưới móng, như vậy mình lấy ra sẽ rất là khó. Và như mọi người thấy là mình hoàn toàn dùng cái đầu cọ thôi, chứ mình không hề dùng cái thân cọ nha mọi người. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhàng thôi. Rồi cắt móng, cái móng rất là sát đó mọi người ha, cái cuticle nó rất là sát, nó nằm lại ra. Khi mình giũa cái xếp, nó cũng rất là đẹp, tại vì mọi người thấy là hai bên bột nó đều nằm ở trên cái móng hết á, nó không có chảy ra ngoài mà nó cũng không có đi đâu hết. Cho nên khi mà mình lấy cái xếp cho móng á cũng rất là dễ, không có tốn nhiều công. Khi mà lấy bột đó mọi người, mình nên lấy bột ướt hơn là bột khô. Vì khi bột ướt mình rất là dễ dàng kiểm soát, mình có thể di chuyển cục bột qua phải qua trái, lên hay xuống tùy theo ý muốn, và mình có đủ thời gian để mà mình điều chỉnh, mình tạo dáng cho cái móng sao cho nó gọn và nó đẹp. Và cái quan trọng nữa là khi mà mình dùng cái bột ướt đó thì cái móng khi mà khách trở lại nó rất ít khi nào bị hở lắm. Còn nếu như mà bột khô đó thì khi mà mình bỏ cái cục bột lên trên móng và mình chưa kịp làm cái gì hết, mình chỉ lơi hoay ở trên cái vòng cuticle thôi thì nó đã khô rồi. Thì như vậy mình tạo không có đủ thời gian để tạo dáng cho cái móng. Và khi mà móng khô á, bột khô á, thì nó sẽ dễ tạo cho bị bong bóng ở trên móng, cũng như là sẽ rất là dễ bị hở nếu chúng ta giũa không có kỹ. Và điều nữa là nó sẽ làm cho mình giũa xếp cũng như là giũa dáng cho móng rất là khó nha. Mình bảo đảm với mọi người là sau khi mọi người xem cái video clip này khoảng 100 lần, nhất là cái khúc đắp bột, đến khi nào mà ăn cũng thấy nó, ngủ cũng thấy nó, chơi cũng thấy nó, cười cũng thấy nó, thì các bạn đã có thể thành công, trở thành thợ chuyên nghiệp rồi nhé. Bước thứ 5 là giũa xếp, tạo dáng cho móng. Đối với cái bộ móng vuông giống như mình đang giũa nè mọi người thì rất là dễ. Mình chỉ cần luồn cái cây giũa ở dưới móng lên một góc 30 độ so với khóe móng,
à, mình miết lên miết xuống cho đến khi nào mình cảm giác là nó không còn lấn cấn nữa thì mình bẻ cái cây dũa cho nó song song với cái ngón tay của khách, và mình miết lên miết xuống và mình làm như vậy cho hai bên móng của khách. Như vậy thì cái móng nó sẽ rất là vuông, rất là thẳng và không có bị khóc. Cái nhiệm vụ cuối cùng của mình đó rất là dễ, đó là làm vuông ở cái đầu móng. Mình giữ một tay thì mình giữ chặt cái ngón tay của khách, một tay thì giữ chặt cây dũa. Sau đó thì mình cho cây dũa và cái ngón tay của khách song song với nhau, và mình miết qua miết lại, miết qua miết lại, giống như là cưa cây vậy đó mọi người. Như vậy là mình có một cái bộ móng vuông rất là đẹp, rất là cân xứng rồi nha mọi người. Có công nhận với mình không là cái quá trình mà tạo dáng cho móng á, là cái quá trình tốn nhiều nội công nhất, là bởi vì mình phải giữ rất là chặt tay của khách để mà mình có thể dũa cho nó thẳng và nó không có bị phá xếp. Đôi khi gặp những cái người khách mà cái tay của họ rất là cứng, mà mình càng giữ chặt thì họ càng gồng lên, mà họ càng gồng lên thì mình càng gỉ xuống đó. Như vậy á, nhiều khi mà mình buông ra một cái là cái đầu ngón cái ngón cái của mình là thứ như là tê mà không có thể cử động được luôn đó mọi người. Mọi người lưu ý là khi mà mình dũa xếp cho khách á, thì mình nên dùng những cái ngón tay của mình á để mình kéo cái da của khách xuống. Để khi mà mình dũa, mình không có bị mình không có làm chảy máu tay của khách ha, tại vì nhiều khi cái dũa nó bén. Bước thứ 6 là làm sạch đầu móng. Mình dùng cái đầu dũa mịn mọi người ha, rồi mình chạy ở dưới cái móng để mình, thứ nhất là mình làm cho sạch những cái gì mà có còn dính ở dưới cái mặt móng. Cái thứ hai nữa là mình có thể làm cho cái đầu móng nó mỏng đẹp hơn và nó tròn. Bước thứ 7 đó là dũa cho sạch cuticle và làm cho mịn móng. Bước này rất là quan trọng, bởi vì khi mà cái cuticle của mình nó không có sạch và cái móng không có mịn thì mình sơn lên nó sẽ không có đẹp. Và nhất là ở trên cái cuticle đó, nếu mà mình dũa không có tròn, không có đẹp đó, thì cái nước sơn nó sẽ bị lem và nó rất là khó cho mình sơn. Và nhiều khi mình làm không có đẹp và khách nó không có hài lòng, hoặc khi khách không hài lòng thì mình có thể bị mắng vốn, mình có thể sẽ không được cho tình tiết. Vậy ha mọi người, cho nên mình cố gắng. Và mọi người cũng nên tập cho mình một cái thói quen là mình bắt đầu từ cái bàn tay nào mà mình dũa từ phía bên nào trước. Thí dụ như mình thì mình bắt đầu từ cái ngón
rõ bên bàn tay phải của khách. Và mình luôn luôn, lúc nào mình cũng bắt đầu mình dũa từ mé bên tay phải, mình dũa qua. Mọi người biết là mỗi một cái ngón tay của mình đều có một cái công dụng, một cái chức năng rất là đặc biệt ở trong cái việc làm móng. Thí dụ như mọi người thấy đó, là khi mà mình dũa đó thì cái thứ móng giữa của mình đó luôn luôn lúc nào cũng dùng để mà gị và banh cái móng, cái da của khách ra để mình lòn cái dũa vô. Đó là mình dũa từ mé bên tay phải, mình dũa qua. Và khi mà mình đi qua tới cái dòng ở mé bên tay trái đó, thì mình dùng cái ngón cái của mình để mà mình banh da mé bên tay trái, và mình đi cho nó thật sâu vào trong cái thật sâu và thật sạch vào trong cái khóe móng. Như vậy khi mà mình dũa sạch hai bên khóe móng rồi, bắt đầu là mình dũa ở trên cái cuticle. Và mình khi mà mình dũa cuticle, mình chịu khó chạy qua chạy lệ tí xíu để mà cái cuticle nó liền ra, từ cái cuticle nó liền ra ngoài luôn nha mọi người. Như vậy thì cái móng mình nó sẽ mỏng, từ ở trong đầu nó mỏng ra, nó sẽ rất là đẹp. Và khi mà mình sơn á, nó sẽ không bị dày, không bị u ở trên cái vòng cuticle. Cái thứ ba nữa là khi mà mình dũa mỏng như vậy đó, thì móng nó sẽ không bao giờ bị lift, nó không bao giờ bị hở ha. Ý mình nói dũa mỏng ở đây có nghĩa là dũa sao cho nó đừng có dày, và dũa sao cho nó mịn, chứ không phải là dũa cho thật sâu để mà bị khuyết tay của khách, cũng như là cho bột nó đi hết. Nếu mà bột đi hết đó, thì mình sơn nó sẽ lởm chởm lắm nha mọi người. Và cái lỗi mà mọi người thường gặp, cũng như là khi xưa lúc mà mình mới bắt đầu làm cái nghề nail này đó, là dũa nó không có bằng phẳng. Nó cứ sau khi mà mình bóp cái tay cho khách đi rửa tay xong rồi đó, thì lúc mà mình dũa thì mình cảm giác nó là nó rất là bằng phẳng, nó rất là trơn. Nhưng mà khi khách đi rửa tay vô trở lại thì mình nhìn thấy nó có những cái lằn sọc ngang vậy đó. Thì qua nhiều năm lăn lộn với cái nghề này thì mình rút ra được kinh nghiệm là khi mình dũa đó, để tránh bị những cái lằn bị chạy ngang bên tay trên cái móng đó, thì mình phải để cái dũa nằm hoàn toàn ở trên cái tay. Chứ mình khi mình dũa cuticle thì mình chỉ dùng cái đầu của cái dũa, cái đầu của dũa để mình đi vòng tròn, mà mình không có cắt tay của khách. Nhưng mà khi mà mình chạy khi mà cái mặt móng á, thì mình phải để cái cây dũa nó nằm dài luôn ở trên cái móng, mà mình miết qua miết lại. Như vậy thì nó sẽ không bao giờ bị sọc. Và rất quan trọng nữa là khi dũa láng đó, chúng ta không nên chạy máy với tốc độ nhanh. Và sau đây là hai cái bí kíp mà mình thật sự muốn chia sẻ với tất cả mọi người để sơn gel không bị tróc và không bị phá sét. Mọi người dùng cái đầu giấy mịn, thật là mịn nha, mịn nhất luôn đó, và mình chạy đều trên cái mặt móng. Cái thứ nhất là mình làm cho cái móng nó tròn đều. Cái thứ hai nữa là nó tạo cái độ nhám cần thiết để cho cái nước sơn gel nó bám vào và sẽ không bao giờ bị tróc. Mọi người tin mình đi, sẽ không bao giờ bị tróc. Vì cái nước sơn gel á, cái nước đầu tiên á, nó bám rất là chặt vào trong cái móng nha mọi người. Mọi người có thể thấy được cái sự khác biệt khi mà mọi người làm xong cái bộ móng bột rồi, mọi người bóp cho nó thiệt là láng rồi đem sơn gel lên, thì nó rất là dễ bị tuột. Và điều quan trọng nữa là mọi người không cho khách đi rửa tay nha. Khi mà mình sơn gel, dù là ở trên móng tay thiệt hay là trên móng bột, đều không cho khách đi rửa tay. Bởi vì sao? Vì rất là nhiều khách rửa tay rồi vẫn không lau tay cho khô. Cái thứ hai nữa đó là nhiều khi khách nó rửa xà bông đó, nó rửa xà bông thì xà bông nó sẽ làm cho cái gel nó không có bám vào, nó không có ở lâu. Rồi như vậy khi mình không cho khách đi rửa tay, nhưng mà mình dùng cái chổi đó, mình dùng cái chổi mình phủi cho thật là sạch
cái phủi cho thật sạch bụi ở trên tay của khách. Sau đó dùng cái bàn chải khô nha mọi người, mình dùng cái bàn chải khô mình trà lên từng cái móng, đi từ ở dưới lên để cho những cái bột mà nó ở bên hai cái khóe móng tay đó nó bay ra hết. Như vậy là mình sơn cái để cho nó dễ cho mình, là mình sẽ không bị đụng những cái bụi đó bám vào, rồi không có bị lợn cợn ở trên móng. Cái thứ hai nữa là mình giữ cho cái chai cái cọ của cái chai treo á nó sạch, nó không có bị dính bụi vào. Bây giờ mọi người nhìn thấy không, là cái nước sơn nó bám rất là chặt vào đó, cho nên mình chỉ cần đi một cái nước mỏng như vậy. Khi mà nước sơn nó mỏng rồi á, nó bám rồi đó, thì mình không có cần phải đi giày. Mà mình không cần đi giày á, thì cái shape của cái móng tay của mình nó sẽ không có bị mất đi, và cái tay nó ra rất là đẹp. Khi mà mình sơn treo đó mọi người, chú ý là mình đừng có cho sơn tràn lên trên cuticle hoặc là hai bên khóe móng ha. Tại vì tâm lý với lại thói quen của những cái người khách Mỹ là họ hay bứt móng, hay gỉ móng, cho nên khi mà mình sơn treo mà có dính tí xíu ở trên cái cuticle thì người ta hay bứt ra lắm. Và khi mà người ta bứt ra thì nó hay bị tróc, người ta trở lại và người ta móng dấu cho mình, thì mình phải sửa lại là mình mất thời gian. Nhiều khi vô ngay cái lúc mà khách đông quá trời đông mà mình phải bỏ cái thời gian ra mình sửa một hai móng cho khách thì nó cũng mất cái nguồn thu nhập của mình. Và cái nước đầu tiên đó mình không cần phải sơn cái đầu móng mọi người ha. Tại vì nếu mà cái nước đầu tiên mình sơn cái đầu móng rồi cái nước thứ hai mình sơn cái đầu móng nữa thì cái đầu móng nó sẽ rất là dày. Cho nên cái nước đầu tiên mình không cần phải sơn cái đầu móng, mà qua cái nước thứ hai thì mình sơn cái đầu móng để cho cái đầu móng nó không có bị trắng gì, nó không có cái nước sơn ở trên đó nhìn nó kỳ ha. Và cố gắng là đi cho tròn cái cuticle và đi cho đều hai bên hông cái tay của khách á, cái móng tay của khách á, như vậy nó mới đẹp. Bằng cách là mình xoay cái móng tay của khách quay qua phải, quay qua trái để mình thấy được là cái nước sơn nó đi tới đâu. Còn nếu như mình chỉ để cái bàn cái ngón tay của khách nó thẳng như vậy đó và mình sơn thì rất là khó cho mình, vì mình không thấy được hai bên hông nó như thế nào. Còn nếu mà mình không có thấy được mà mình sơn đại thì mình chỉ sơn được chính giữa thôi, hai bên hông nó thiếu thì nó không có đẹp. Rồi đó là những cái kinh nghiệm của bản thân mình và mình muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người chúng ta có ai cũng có thể làm được móng đẹp, làm được nhanh và có cái thu nhập cao, và có những cái bí kíp để mà lưu truyền vào đời sau. Ok, mình xin chúc tất cả mọi người thành công và ai cũng là những người thợ làm móng tay chuyên nghiệp nhé. Mọi người ơi, mình còn một chuyện xin bổ sung nữa ha, là khi mà mình sơn cái thớt khố xong rồi đó, hơ rồi đó, rồi mình lấy tay khách ra mình chùi đó, thì mình nên chùi bằng acetone. Mình dùng một cái cục bông gòn rồi mình thấm acetone vô trong đó rồi mình chùi, thì cái móng tay treo nó sẽ rất là bóng, rất là sáng nha mọi người, chứ nó không có giống như là nó buồn buồn hay là nó mờ mờ giống như là mình dùng alcohol. Chỉ có vậy thôi.